Hello, em Đức Kyo xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh đồng hồ cổ Đức Kyo Channel TV. Và trong phiên phát sóng ngày hôm nay thì bên em lại lên sóng và giao lưu với các bác một số mẫu sản phẩm đến từ shop ngày hôm nay, như là những chiếc đồng hồ, những chiếc vòng tay, nhẫn, mặt dây chuyền, một chiếc đồng xu bạc và những chiếc kính, chiếc đồng hồ báo thức rất là đẹp. Hy vọng là các bác xem clip ngày hôm nay của shop, các bác sẽ ủng hộ nhiệt tình cho những mẫu sản phẩm bên em. Và chiếc đồng hồ đầu tiên em lên sóng giao lưu với các bác ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Rado các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Rado thương hiệu của Thụy Sĩ này các bác này. Đấy, một chiếc đồng hồ Rado phiên bản Jubilee nhá. Rado Jubilee mặt màu ghi. Rado Jubilee mặt màu ghi. Và đặc biệt là chiếc này kiểu dáng form tanh chữ nhật. Size mặt của nó là size 29.5. 29.5 mà nhân với cả 38 các bác nhé. Một chiếc đồng hồ thương hiệu của Thụy Sĩ Rado Jubilee. Chạy bộ máy pin các bác ạ, chạy bộ máy pin 3 kim 1 ô cửa lịch góc 3 giờ. Đó, chiếc đồng hồ Rado Jubilee. Đấy. Chiếc này được làm bằng một cái chất liệu cực kỳ đặc biệt và cao cấp các bác nhá. Đấy, được làm bằng chất liệu thép Wolfram không gỉ. Đấy, đằng sau đáy ký hiệu là Tungsten Steel các bác nhá. Đấy, như shop đã tham khảo của các bác Tây thì cái mẫu sản phẩm đồng hồ này, đấy, cái chất liệu của nó rất là bền và cực kỳ tốt các bác ạ. Rất là tốt hơn rất nhiều so với những dòng sản phẩm thiết kế bằng đá, đấy, bằng đá mạ vàng hoặc là đá ceramic. Cái chất liệu bằng thép Wolfram rất là cứng các bác nhé. Độ cứng cao, độ dày dặn, độ chắc chắn và độ lên, các bác lên màu rồi, đấy, lên bóng, màu bóng, đấy, mạ vàng, đấy. Chiếc đồng hồ Rado Jubilee, đấy, chiếc này thì cực kỳ tiếc các bác ạ, đấy, bên em về do vận chuyển cho nên là nó bị hơi sứt một tí ở mắt ở đầu dây. Đấy, cho nên là bên em trước khi lên sóng cũng đã nói rất là rõ cho các bác, cũng không giấu giếm các bác. Đấy, về không các bác lại bắt đền em. Các bác lại bảo bán hàng lỗi này. Đấy, thì bên em đấy, lên sóng và đấy, mô tả cho các bác kỹ chi tiết nhá. Đấy, có như thế nào thì cũng sẽ báo lại với các bác ngay từ đầu như vậy. Đấy, chiếc này rất là đẹp các bác ạ. Size to, vỏ đẹp. Đấy, nói chung là cũng không ảnh hưởng các bác ạ, một tí thôi cũng không ảnh hưởng ở chỗ mắt dây. Đấy, rất là tiếc bởi vì bên em mua về vận chuyển, do quá trình vận chuyển nó sắc, nó va đập, đấy, cho nên là nó bị sứt mất một miếng ở mắt dây. Đó. Chiếc này chạy bộ máy pin các bác nhé, bộ máy pin dòng 3 kim, một ô lịch lọc tròn góc 6 giờ, các cọc số đính đá góc 3, 6, 9, 12, mặt ghi xám, kiểu dáng form tanh rất là đẹp các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy cái chất liệu thép Wolfram, đấy, bóng này không gì các bác nhá, giữ màu rất là tốt. Đấy, chiếc Rado mã số 1 trong phiên ngày hôm nay. Đấy, vì nó bị lỗi một chút nên là bên em chiên cho các bác là 1 triệu đồng. Đấy, với cái mức giá là 1 triệu đồng cho cái chiếc Rado này. Đấy, rất là xứng tầm các bác nhá, rất xứng tầm để chơi. Đấy, nếu như các bác nào về và tay các bác dài ạ thì các bác có thể bỏ mớt đi một cái mắt này. Đó, coi như là vừa đẹp luôn. Còn bên em bán như thế nào, hàng như thế nào thì bên em sẽ bao chuẩn cho các bác như vậy, và lỗi một chút thì bên em cũng báo rõ. Đấy, và giá thành thì để cho các bác rẻ 1 triệu đồng nha các bác nhá, cho chiếc Rado mã số 1 trong phiên ngày hôm nay. Một chiếc Rado Jubilee, đấy, vỏ thép Wolfram. Chiếc đồng hồ thứ hai bên em lên sóng và giao lưu với các bác là một chiếc đồng hồ Longines. Longines phiên bản Ultra Chrome các bác nhá, phiên bản dòng sấm sét. Một chiếc đồng hồ Longines form vuông, phiên bản sấm sét Ultra Chrome. Chiếc này size của nó là size 31 này các bác này, size 31. Size 31 form vuông. Đấy, so với những dòng cổ thì không nhỏ đâu các bác ạ. Đấy, thiết kế một ô cửa lịch góc 4,5 giờ các bác nhá, rất là bắt mắt. Đó, toàn bộ phần thân vỏ là được là thiết kế bằng thép inox, đáy logo hình sấm sét Ultra Chrome Longines. Chiếc này chạy bộ máy cơ tự động các bác nhá, bộ máy cơ tự động dòng 36.000. 36.000 dao động các bác. Cỗ máy Longines cực kỳ bền bỉ. Đấy, đặc trưng của thương hiệu dòng Ultra. Đấy, trước mặt đen này, các cọc số trắng các bác nhé, các cọc số lại dạ quang trắng đẹp rất là nổi các bác ạ. Đặc biệt là những chiếc đồng hồ form vuông thì các bác đeo trên tay trông cực kỳ lịch sự, lịch lãm, đẹp. Đấy, thể hiện phong cách cá tính mạnh mẽ của phái nam. Đấy, thương hiệu Longines cũng là một trong những cái thương hiệu thuộc top mà đầu tại Việt Nam mà được các bác rất là ưa chuộng. Đấy, một ô cửa lịch góc 4,5 giờ rất là độc đáo này. Chiếc này zin nguyên bản hết các bác nhá, zin nguyên hết toàn bộ phần đồng hồ.
trừ dây khóa, dây khóa không zin. Đấy, dây là dây da. Đấy, khóa trắng các bác. Đấy, chiếc long zin ngày hôm nay mã số 2 nhé. Mã số 2. Đấy, bên em giao lưu với các bác là 5.600.000 đồng. 5.600.000 đồng cho một chiếc long zin máy cơ tự động 431 dòng 36.000 dao động. Đấy, zin nguyên bản chạy cực kỳ chuẩn chỉ bền bỉ. Kiểu dáng form vuông đẹp. Đấy, khỏe nam tính. Chiếc long zin ngày hôm nay mã số 2 5.600.000 các bác nhé. Đấy, giá rất là tốt so với những chiếc đồng hồ đấy, hàng cổ. Đấy, các bác xem mẫu nào ưng thì các bác ủng hộ bên em, nhân sắp nhân dịp Tết rồi. Đúng, các bác cuối năm nhiều bác cũng rất là bận rộn công việc, cũng như là các bác mua sắm để biếu quà Tết, thì đây là nhân những cái nhân dịp, những cái cơ hội rất là tốt để các bác đấy, biếu những cái món quà giá trị tinh thần. Đấy, giá trị vật chất tuy là không cao đâu các bác ạ, nhưng mà giá trị tinh thần thì không thể đo đếm được các bác nhá. Đấy. Đặc biệt là những cái món hàng này các bác ạ, không phải lúc nào cũng có sẵn tiền là mua được nhá. Mã số 3 ngày hôm nay bên em lên sóng và giao lưu với các bác là một chiếc đồng hồ. Một chiếc đồng hồ phiên bản Citizen các bác nhá. Đấy, Citizen phiên bản này là phiên bản đấy, long, là phiên bản long hoàng các bác nhá, long hoàng. Đấy. Các bác nhìn thấy chất chưa? Đấy, nguyên cái phần mặt số là một hình đấy, hình một chú rồng, một chú rồng đang bay đấy, quấn quanh vòng tròn đấy, thể hiện cho độ vương quyền, quyền lực ngày xưa đấy. Một chiếc đồng hồ, chiếc này mặt zin các bác nhé, mặt zin không phải là mặt mốt đâu, mặt zin nguyên bản theo đồng hồ đấy, các bác nhìn ở trên mặt là một chiếc một chú rồng nổi nhé, rất là đẹp đấy. Phiên bản này là phiên bản đấy, long hoàng các bác. Đấy, có phiên bản Nhật Hoàng nữa cơ. Đấy, đồng hồ Nhật thì có rất là nhiều những cái mẫu bản kỷ niệm. Đấy, bản Nhật Hoàng này, đấy, bản Phượng Hoàng Lửa này, bản rồng này, đấy, bản các cái đời vua ngày xưa. Chiếc này size 34 các bác ạ, size 34. Đấy, chạy bộ máy cơ cót phiên bản dòng 2 kim. Phần vỏ bọc vàng nhá, núm zin này, núm zin. Đấy, Citizen, đấy, năm sản xuất là 1973 các bác nhé, 1973. Đấy, chiếc này quá cổ rồi các bác, hàng cổ sâu tuổi mấy chục năm rồi các bác, nhìn thấy một chiếc đồng hồ đẹp như thế này. Đấy, niềng thiết kế, niềng đấy, niềng băm phần thân này, xong rồi tiếp tục chấm bi quanh viền tạo điểm nhấn nha các bác nhá. Đấy, một chiếc đồng hồ thương hiệu Citizen phiên bản long hoàng rất đẹp. Đấy, các bác đeo lên tay thì kịch độc xốp, có 102. Đấy, kiếm được chiếc đồng hồ này thứ hai như thế này rất là khó các bác nhá, rất là khó luôn. Đấy, bên em mất rất là nhiều công sức đó. Đấy, các bác tham khảo được thì các bác ủng hộ cho shop. Đi kèm với một bộ dây da, đấy, bộ dây hay là dây da handmade, khâu tay chỉ nổi. Đấy, các bác đeo chiếc đồng hồ này đi chơi Tết ấy, thì rất là rực rỡ. Mã số 3 cho chiếc đồng hồ Citizen ngày hôm nay nhé, bên em để cho các bác là 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng các bác chốt cho em chiếc Citizen mã số 3 này. Đó, một phiên bản long hoàng rất đẹp. Đấy, ngày xưa thì những cái hình rồng này tạo khắc, hình rồng là biểu trưng cho quyền lực các bác nhé, để dành cho các vị vua quyền lực. Chiếc Citizen mã số 3 2.500.000 đồng các bác chốt cho em. Tiếp theo lên mã số 4 nhé. Mã số 4 giao lưu với các bác ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Raketa. Một chiếc đồng hồ Raketa đến từ Nga các bác. Chiếc này mặt vàng, mặt vàng với các cái thiết kế các cái chải tia các bác nhá. Đấy. Đấy, những cái tia gạch ngang dọc hình ô caro vuông. Đấy. Còn ở trong các cái ô này thì là các cái cọc số 36912. Đó, một chiếc đồng hồ Nga đến từ thương hiệu Raketa cổ. Đấy, các bác nào yêu thích những chiếc đồng hồ Nga cổ, đấy, đặc biệt là những cái mẫu đồng hồ bình dân, các bác có thể chốt những cái mẫu này bên em. Chiếc này size của nó là 34 năm các bác nhé, size 34 năm, máy cơ cót 17G, đấy, made in USSR từ Nga. Đấy là logo hình quả địa cầu và các cái chữ của Tây, chữ của Nga nhé. Đấy, chiếc Raketa ngày hôm nay mã 4 này, size 35 máy size 34 năm, máy cơ cót. Đấy, cơ cót lên tay em du. Bên em để cho các bác mã số 4 nhé, với giá là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng chốt cho em mã số 4 này, cho chiếc đồng hồ Nga. Tiếp theo em lên mã 5 nhé các bác nhé.
mã số 5 ngày hôm nay thì là một chiếc đồng hồ. Em cho các bác chiêm ngưỡng một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mới tinh, gần như là những chiếc đồng hồ xuất xưởng, không đeo, không sử dụng các bác ạ. Mới tinh, đẹp nguyên keng luôn. Chiếc này thì thiếu mỗi hộp thôi các bác ạ, thiếu mỗi hộp. Dây cũng là dây tay luôn các bác nhá, dây Apollo này. Dây Apollo của anh này. Đó, dây tay. Đấy, các bác chỉ cần cầm vào sợi dây thôi các bác biết cái chất lượng của chiếc đồng hồ bên em lên. Đấy, bởi vì thật sự của các bác là những cái mẫu sản phẩm nó chất lượng nó tốt như thế này mà mua từ bên nước ngoài về nó còn đẹp. Đấy, cảm thấy rất là sướng các bác ạ. Đấy, kể cả các em lên em các bác không giao lưu, em vừa để chơi vừa sưu tầm rất là sướng. Đấy, những cái mẫu đồng hồ đẹp ngày nay thì cực kỳ hiếm các bác nhá, những đặc biệt là những chiếc đồng hồ cổ. Đấy, đây là một chiếc đồng hồ thương hiệu Limonde đến từ Thụy Sĩ các bác nhá. Size của nó là size 33. Đấy, size 33 Limonde. Đấy, Limonde. Đấy, kim rốn góc 6 giờ này các bác này, kim rốn cổ góc 6 giờ nhá. Các cọc số tia mạ vàng. Các cọc số tia chữ nhật nổi cài đá đen. Đấy, chiếc này còn thiết kế thêm cái bộ kim các bác, bộ đầu kim sơn đen nha các bác nhá. Nên là nó rất là thêm những cái điểm nhấn rất là độc đáo. Các bác có thể nhìn bên em quay. Đấy. Đẹp gần như là không một tí vết các bác ạ. Đấy, chiếc này thì chuyện khắc ở phần chân càng. Đấy, các bác có thể nhìn thấy chuyện 9K375. Đấy, ở phần chân nhá. Đấy. Nói chung là các bác mua hàng bên em đấy, dựa vào uy tín đấy, dựa vào phong cách bán hàng của shop, dựa vào uy tín thì bên em khẳng định với các bác luôn là chưa bao giờ bán một cái mẫu sản phẩm nào mà để đi lừa các bác cả. Đấy, đồng hồ bọc vàng mạ vàng mà đi bán thành vàng đúc cả đấy. Đấy, các bác ủng hộ bên em đấy mấy năm nay rồi đấy, từ các bác khách quen đến những các bác khách mới mới biết đến shop đấy, chưa bao giờ đấy bên em lừa các bác một lần nào cả. Đấy, bán hàng đúng hàng, đúng sản phẩm. Đấy, chuẩn chỉ. Đấy, cho các bác chơi. Đấy, về các bác thích thì các bác giao lưu ủng hộ shop thêm một vài lần nữa. Hoặc là các bác giới thiệu anh em bạn bè. Đấy, những cái chiếc đồng hồ đẹp như thế này các bác. Đấy. Các bác thấy bên em cứ lên chiếc nào là hết chiếc đấy nhá. Cứ lên chiếc nào hết chiếc đấy các bác. Đấy, các bác đeo trên tay. Đấy, chiếc đồng hồ vàng đúc. Đấy, các bác đeo thêm 50 năm nữa cũng không hỏng. Thứ nhất là nó không hỏng được. Thứ hai là đấy, nó là vàng thì nó vẫn cứ mãi là vàng. Đấy, nó không phai mòn, không phai chắc. Đấy, các bác bỏ ra một khoảng chục triệu đổ lại. Các bác đã chơi những cái mẫu sản phẩm đến mấy chục năm. Đấy, so với cái giá trị của nó thì thật sự là rất là bền, cực kỳ xứng đáng các bác nhé. Đấy, chiếc đồng hồ Limonde vàng đúc 9K nguyên khối. Mở đến 99,8%. Mã số 5 ngày hôm nay nhé. Mã số 5. Bên em để cho các bác là 8.300.000 đồng ạ. 8.300.000 đồng nhá các bác nhá. Đấy, không đẹp, không lấy tiền các bác. Không zin, không chuẩn, không đúng vàng đúc. Bên em đền tiền gấp đôi, tặng kèm theo đồng hồ. Đấy, bán dựa trên uy tín, đấy, thương hiệu của shop. Đấy, các bác về các bác cứ đi kiểm tra thẩm định thoải mái nhá. Bên em cho các bác đi. Đấy, các bác thích mang ra đâu. Đấy, ở đâu có đấy, kiểm định, thẩm định thì các bác mang. Mã số 5 cho chiếc đồng hồ Limonde. Đấy, phiên bản Deluxe siêu mỏng các bạn, kim rốn cổ cơ cót. Đấy, 8.300.000 đồng các bác nhé. Đấy, gần cuối năm rồi bên em tiếp tục tăng cường hàng đẹp, hàng độc, hàng chất lượng giao lưu với các bác. Và hôm nay một chiếc đồng hồ Long Zin. Chiếc đồng hồ Long Zin phiên bản Ultra Chrome. Tiếp tục là một chiếc đồng hồ Long Zin bản sấm sét này các bác ơi. Chiếc này mới 5 các bạn, đẹp. Đẹp thôi rồi luôn. Đẹp ngất người các bác ạ. Đấy, Long Zin Automatic Ultra Chrome phiên bản sấm sét. Tiếp tục một chiếc Long Zin Ultra máy 431 36.000 dao động các bác nhá. Lúm zin. Đấy, lúm zin này. Đấy. Thiết kế phần vỏ bọc vàng 10K gold fill toàn thân. Chiếc này zin cả dây các bác nhá, dây hạt gạo Long Zin. Đấy, zin cả dây đến từ hãng luôn các bác ạ. Mới 5. Đấy, các bác thích chơi cái chiếc đồng hồ cổ bởi vì cái nước bọc vàng nó đẹp. Các bác, nước bọc vàng của nó rất là đẹp và sáng mới các bác, sáng bóng luôn. Đấy, không khác gì những chiếc đồng hồ vàng đúc thật sự với các bác luôn. Mà nó bọc vàng dày nha các bác nhé, bọc vàng 10K trong thế nó bọc dày. Đấy, size của nó là size 35 này. Size mặt là 35 lăm. Chiếc này mặt vàng,
mặt vàng, thiết kế trải tia từ góc 6 giờ. Các bác có thể nhìn thấy những cái ánh tia phát ra từ góc 6 giờ. Đấy, à phát ra quên từ góc 3 giờ các bác nhá, từ đường núm này, từ cái ô cửa lịch. Đấy, phát ra những cái ánh tia từ góc 3 giờ. Đấy, thật sự các bác ạ, như những ánh đèn sân khấu. Các bác chiêm ngưỡng trước này bên em mới lắm. Độ mới đến 95% các bác nhá. Đấy, tiếp tục một mã sản phẩm cao cấp chất lượng. Một chiếc long jean bọc vàng toàn thân 10k khôn phim. Jean nguyên hết 100%, độ mới 95. Đấy, máy móc đẹp như đồng hồ luôn. Giày hạt gạo mắt to. Đấy, móc long jean. Đấy, trước các bác mua lẻ ngoài thật sự những cái bộ dây này đã đến tiền triệu luôn các bác, mấy triệu luôn. Đấy. Đấy, bộ dây này phải đến cỡ khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu các bác ạ. Đấy. Đấy, các bác đây, các bác được mua nguyên một chiếc đồng hồ long jean. Đấy, nguyên bộ luôn, mới jean đẹp nguyên bản. Đấy, đầu cong đúng của nó các bác lắp vào đẹp, vừa khít. Đấy, lên tay cho các bác xem. Đặc biệt là các bác nào thích diện đi chơi Tết thì đây là một mã sản phẩm. Đấy, xứng đáng các bác, xứng đáng đồng tiền bát gạo. Đấy, dây thoải mái các bác nhé, dây dài thoải mái, các bác tay to đi thoải mái cho em. Đó, chưa kể là cái khóa này nó còn thu vào đến còn 3 nấc nữa các bác ạ. Các bác nới ra 3 nấc nữa thì các bác tay to đeo thoải mái cho em nhé. Đấy, không phải bàn về chiếc long jean này rồi các bác ạ. Độ mới, độ đẹp, độ jean. Đấy, nước vàng nên không một chút bong chóc nào cả. Đấy, nó vàng, nước vàng. Đấy, bóng, sáng, lóa, đeo lên tay rất chất. Chiếc long jean mã số 6 ngày hôm nay nhé. Đấy, phiên bản dòng Ultra Chrome sấm sét. Các bác chốt cho em mã số 6 để cho các bác là 11 triệu nhé. 11 triệu đồng. Không đẹp, không zin, không chuẩn, không lấy tiền các bác luôn. Đó, các bác mua lẻ bộ dây này ở ngoài phải đến tầm 3 triệu các bác ạ. Tại bên em bán nguyên bộ cho các bác có 11 triệu thôi. Đấy, rất là mới các bác nhá. Đấy, mã số 6 trước long zin là 11 triệu này. Tiếp theo em lên mã số 7. Mã số 7 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ mặt Phật. Đấy, mặt Phật nhìn tay các bác nhá. Mặt Phật nhìn tay. Các bác thấy chất chưa? Đây là một chiếc đồng hồ Seiko phiên bản mặt mốt Phật độ nhìn tay. Đấy. Các bác mua về thích đeo chơi, đeo phong thủy. Đó. Chiếc này bọc vàng toàn thân nhá. Chiếc là Seiko bọc vàng toàn thân. Size mặt khá là to các bác ạ. Size mặt của nó là 36 này. Size 36, máy cơ cót. Đấy. Các cọc số đính đá đỏ. Đấy. Đính đá đỏ các bác nhá. Đấy. Đấy. Nhìn chiếc đồng hồ trông rất là phong thủy. Đấy, Phật độ nghìn tay. Phật độ nghìn tay bọc vàng toàn thân. Đấy, phiên bản Seiko. Chiếc này máy cơ cót này. Đấy, rất là cũng rất là hay, phục vụ các bác đi chơi Tết. Đấy, chiếc Seiko bọc toàn thân ngày hôm nay. Size 36, size to các bác nhá. Lên tay cho các bác xem. Đấy, lên tay. Em để cho các bác là 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng cho chiếc Seiko. Đấy, mới nguyên tem các bác nhá. Bọc vàng toàn thân có 2.500.000. Các bác thấy giá tốt chưa? Giá tốt. Các bác nghe giá là muốn chốt luôn. Đấy, gần Tết rồi. Đấy, bên em sẽ ưu ái lên cho các bác những mẫu đồng hồ đẹp nhất đến từ shop với những cái mức giá cực kỳ rẻ. 2.500.000 đồng các bác nhá, mã số 7. Rồi. Đấy, các bác. Đấy, các bác có muốn tiếp tục theo dõi những mẫu sản phẩm bên em không? Hôm nay em lên chiếc Groen nữa nhá. Một chiếc Groen Thụy Sĩ. Groen Thụy Sĩ này các bác ơi. Đó, mới tinh. Đấy, tiếp tục là những chiếc đồng hồ mới đẹp. Đấy, bên em dám khẳng định với các bác là những mẫu sản phẩm đồng hồ bên em lên video vậy với hình ảnh sắc nét. Đấy, quay trực tiếp tại studio, ánh sáng màu sắc. Đấy, chân thật, âm thanh. Đấy, sống động. Đấy, sẽ có phần giúp cho các bác giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Đấy, hoặc là giúp cho các bác đấy, mua được những mẫu sản phẩm. Đấy, giúp cho các bác thực hiện được những niềm đam mê. Đam mê, thú chơi, đồ cổ, đồ xưa. Đặc biệt là những chiếc đồng hồ. Đấy, thì chiếc Groen này là một phiên bản Thụy Sĩ các bác nhá. Thụy Sĩ cổ năm 60 rồi các bác ạ. Em đo sai. Sai là 34 năm. Đặc biệt là chiếc này thiết kế một ô lịch lộc góc 6 giờ các bác nhá. Lịch lộc này. Đấy, kính zin có lúp soi, kính zin, thiết kế các cọc số hình vuông mạ vàng, các cọc số hình chữ nhật, cài đá đen,
đấy, ô lịch lộc. Đấy, các bác rất là thích những sản phẩm đồng hồ lịch lộc khớp 6 giờ bởi vì thiết kế theo hướng phong cách phong thủy, và cái ở góc 6 giờ này nhìn nó cũng khác biệt hơn so với những chiếc đồng hồ thiết kế góc 3 giờ. Đấy, chiếc này phần vỏ bọc vàng các bác nhá, đáy là thép inox. Đi kèm chiếc đồng hồ là một cái sợi dây chun bọc vàng. Đấy, sợi dây chun Mỹ bọc vàng đầu cong. Đấy, lên tay cho các bác xem chiếc đồng hồ Gruen. Rất mới các bác, rất mới, rất đẹp. Đấy, mới đến 95% nha các bác nhá, độ mới đẹp hoàn hảo, không tí vết. Chiếc đồng hồ Gruen mã số 8. Mã số 8 bên em để cho các bác là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng các bác nhá, nguyên cả một bộ dây chun bọc vàng. Đấy, 3 triệu đồng cho chiếc Gruen này. Đấy, không đẹp, không zin, không chuẩn. Đấy, không mới. Các bác nhận hàng cứ phản hồi lại với shop, bên em sẽ đền các bác tiền. Ok chưa? Chiếc Gruen mã 8 nhá, 3 triệu. Tiếp theo, em lên một chiếc đồng hồ Bulova. Một chiếc đồng hồ Bulova đĩa bay. Đấy, đây là một chiếc đồng hồ Bulova phiên bản đĩa bay các bác nhá. Đấy, chiếc đồng hồ cổ mà hiếm có được, những chiếc size nó phải cỡ phải khoảng 38 này các bác này. Size 38 hôm đĩa bay các bác. Chưa kể là cái phần mặt số của nó, mặt lụa sọc với các cái đường vân kẻ sọc ngang. Đấy, đường băng vân kẻ sọc ngang. Đấy, sọc vàng kết hợp với sọc trắng. Ở ngoài viền là các cọc số học trò các bác nhá. Đấy. Chiếc này được thiết kế khá là đặc biệt, có hai ô cửa lịch góc 3 giờ và 9 giờ. Đấy, 3 giờ là lịch ngày, 9 giờ là lịch thứ. Phần vỏ thì được thiết kế bọc vàng toàn thân, bọc vàng 10k gold fill toàn thân. Đấy, đáy khắc triện N3, sản xuất năm 1973 các bác. Đấy, chiếc này là những phiên bản cổ năm 1973 nhé. Em lên tay cho các bác xem chiếc Bulova, một thương hiệu cũng cao cấp nổi tiếng của đồng hồ Thụy Sĩ. Đấy, size 38 các bác ạ, bọc vàng toàn thân, đẹp mới zin nguyên bản. Đấy, nói chung là không có một điểm gì chê những cái mẫu đồng hồ bên em lên. Đã giao lưu với cái shop với các bác thì đấy, bên em đã tuyển hàng tuyển thôi đấy, lựa chọn rất là kỹ đấy, bảo hành trách nhiệm cho các bác đấy, lỗi xử lý trục trặc bên em sẽ hỗ trợ xử lý cho các bác đấy, các bác yên tâm không phải lăn tăn một vấn đề gì cả đấy. Chiếc Bulova ngày hôm nay phiên bản đĩa bay các bác nhá, đĩa bay size 38 chiên cho các bác là 3.500.000 đồng. 3.500.000 đồng các bác chốt cho em chiếc Bulova mã số 9 nhá. Mã số 9 này, 3.500.000, bọc vàng size 38, máy cơ tự động 23G. Đấy, đẹp luôn, đẹp luôn các bác, phục vụ các bác đi chơi. Tiếp theo là đi qua những mẫu đồng hồ, lên là một vài mẫu trang sức cho các bác cùng chơi, cùng đấy, ngắm dịp Tết. Đấy, thì đây là một chiếc lắc tay. Một chiếc lắc tay các bác nhá, một chiếc lắc tay. Chiếc này thì rất là nặng, mà đây là gần như là chiếc này là chiếc lắc bạc đúc đặc nguyên khối. Đấy, chiếc lắc bạc đúc đặc nguyên khối các bác. Đấy, không chỉ những cái mắt xích rất là nặng và dày, thiết kế những cái thanh ngang này. Đấy, chiếc này thì dành cho các bác nào tay to, thích để thể hiện sự to khỏe. Đấy, gọi là sự nặng, hầm hố. Các bác chốt cái mẫu lắc tay này. Đấy, các bác nhá, bạc đúc đặc. Đấy, trọng lượng của nó là rơi vào khoảng 1.8 các bác ạ. Đấy, trọng lượng của sợi dây này là vào khoảng 1 cây. Và kích thước chiều dài của nó các bác nhé, kích thước dài là rơi vào khoảng 20.5 phân. Đấy, cho nên là các bác tay to các bác đeo thoải mái cho em. Đấy, các bác nhìn thấy những cái mắt này là những cái thật sự là những cái miếng bạc kia các bác, bạc nguyên khối nặng. Đấy, nó đan xen vào nhau. Đấy, tạo thành một chiếc lắc tay các bác ạ, một chiếc lắc tay bạc rất là đẹp. Đầu móc khóa này các bác nhìn, móc khóa to. Đấy, móc khóa rất là to, dày dặn và chắc chắn, phục vụ cho các bác dịp đi chơi Tết nhá. Các bác nào mà chưa sắm được những đồ đấy, cho bản thân mình đấy, những cái món đồ trang sức để diện đi chơi Tết khoe anh em bạn bè đấy, thì các bác hãy chốt đấy, nhanh ủng hộ cho bên em đấy. Bên em lên khoảng một vài phiên nữa thôi là nghỉ rồi đấy, nghỉ Tết rồi đấy, tại vì bên bưu điện nghỉ, họ không gửi được cho các bác đấy, mà để gửi hàng mà ra Tết các bác nhận được thì cũng rất là lâu và mất ý nghĩa. Đấy, chắc chắn là các bác đều mong muốn là nhận được những cái mặt hàng này đấy, trước Tết để các bác sử dụng. Đó, thì chiếc lắc bạc ngày hôm nay nặng 1.8 các bác, 1.8, trọng lượng của nó dài 20.5 phân. Đấy, bên em để cho các bác đấy, mã số 9.
mã số 10. Quên, mã số 10 là 2 triệu đồng các bác nhé. 2 triệu đồng. Mã số 10. Đấy, một chiếc lắc bạc rất là to và nặng, dài nữa. Chốt cho em mã số 10 này. Tiếp theo em lên mã 11 các bác nhé. Mã 11. Mã 11 ngày hôm nay là một mẫu đồng xu bằng bạc các bác nhé. Mẫu đồng xu bằng bạc đúc bằng cổ. Đấy. Có in hình ông Nobel Prize. Nobel Princess. Đấy. Undra Simun. Đấy, một ông của người Nga các bác nhé. Đấy, một ông Nobel. Đấy, ông này là ông Nobel Princess Hudramsi. Đấy, người Nga các bác. Đấy, các bác có thể lên mạng các bác tra tài liệu thông tin lịch sử về ông này. Đấy, các bác nhìn ấy, một chiếc đồng xu bằng bạc đúc các bác nhé, rất nặng. Đấy, các bác nhìn này, rất là dày và nặng này. Đằng sau Sverigis. Nếu các bác nào mà đấy, các bác nào mà am hiểu về lịch sử, đấy, về kiến thức lịch sử, đặc biệt là bên Nga, đấy, các bác dịch hộ em với em chưa rõ ông này là ông gì, đấy, và đằng sau lại tiếp tục là một cái hình 202001 này, đấy, Severit 200, chưa rõ các bác, đấy, hàng về, đấy, các bác nào biết, các bác nghiên cứu, đấy, các bác có thể chỉ giáo cho em ở phía dưới comment bình luận nhé. Đấy, thì bên em lại học hỏi thêm kiến thức của các bác về đấy, lịch sử. Chiếc đồng xu bằng bạc đúc này với đường kính của nó là 3,6 phân các bác, 3,6 cm nhá. Đó, rất là nặng đó các bác, rất là nặng, đẹp. Đấy. Đấy, chuẩn cụ chuẩn luôn các bác nhá, chuẩn xịn luôn. Đấy, bao chuẩn cho các bác về đi thẩm. Đó, mẫu này về các bác sưu tầm hoặc là các bác để đánh gió. Đó, rất là đẹp các bác, rất là đẹp và mới. Đấy, ngày hôm nay thì bên em để cho các bác là 900 nhá. Đấy, mua được rẻ thì để rẻ cho các bác. Đấy, còn giá trị như thế nào thì về các bác nghiên cứu. Đấy, đấy, các bác nghiên cứu thêm về lịch sử của cái mẫu này. Đấy, bên em thì làm thương mại cho nên cứ mua được rẻ thì bên em bán rẻ cho các bác. Đó, 900 đồng các bác nhá, mã 11 cho mẫu đồng xu bạc đúc cổ của Nga. Đấy, tiếp theo em lên mã 12. Mã 12 ngày hôm nay là một đấy, chiếc nhẫn các bác ạ, chiếc nhẫn hình đầu một chú đại bàng. Rất là chất các bác nhá. Đấy. 1992 này, 1992 USA này của Mỹ này các bác này. Đấy, của Mỹ các bác nhá. Đây là một mẫu này là mẫu nhẫn ngoại các bác ạ, nhẫn ngoại đến từ Mỹ. USA 1992. Đó. Chuyện khắc ở trong lòng nhẫn này GS này. Các bác, một chiếc nhẫn Mỹ bằng bạc các bác nhá. Đấy, khắc hình đầu chú đại bàng là biểu tượng. Đấy, các bác biết là hình logo đại bàng là một biểu tượng đặc trưng của nước Mỹ. Đấy, thể hiện ông vua quyền lực, vua bầu trời. Đấy, các bác nhìn các cái họa tiết đánh thủ công rất sắc nét, đầu với các cái lông này, các cái lông vân này, các bác nhìn này, cái mỏ này, nhọn này. Đấy. Đấy, như kiểu là đang trong tư thế săn mồi luôn. Chiếc này size của nó là 19.5 các bác nhá. Size của chiếc nhẫn là 19.5. Đó, các bác đeo trên tay. Úi giời, kịch độc xốp. Đấy, một chiếc nhẫn ngoại của Mỹ các bác nhá. 1992. Chất liệu bạc đúc nguyên khối các bác, bạc đúc nguyên khối ngày hôm nay. Đấy, bên em chiên cho các bác cái mẫu này 1 triệu đồng. Đấy, 1 triệu đồng luôn. Các bác thấy giá tốt chưa? Giá tốt chưa các bác ạ? Những cái sản phẩm cực kỳ đáng chơi. Cái sản phẩm cực kỳ đáng chơi và đáng sưu tầm. Đấy, bên em chiên cho các bác là 1 triệu đồng nha các bác nhá. Đấy, cho mẫu sản phẩm. Đấy, một chiếc nhẫn đầu một chú đại bàng biểu tượng quyền lực của nước Mỹ. Đó. Đấy, USA chuyện khác trong lòng nhẫn 1992. Đấy. Mã 12 các bác nhá, mã 12 cho chiếc nhẫn là 1 triệu đồng. Tiếp theo em lên một món trang sức nữa giao lưu với các bác này. Đây là một sản phẩm chất liệu bằng vàng trắng các bác nhé. Vàng trắng, vàng 10K. Có chuyện ở đây các bác này. Vàng 10K có chuyện khác ở đây. Cho các bác xem. Đó, 10K. 10K các bác nhé. Đấy, 10K luôn. Chuyện ở trên đầu móc. Một sản phẩm mặt dây chuyền các bác ạ. Đây là mặt dây chuyền nhá. Đấy. Có được tạo khắc hình mỏ neo. Đấy, hình mỏ neo hải quân với thiết kế
đẹp xuất sắc các bác ạ. Các bác có thể nhìn thấy các cái sợi dây thừng này quấn quanh cái mỏ neo này. Đó, và đính đá ở các cái chi tiết. Đấy, mỏ neo đính đá. Đầu móc nhọn. Đấy, các bác ạ. Thiết kế những tạo mẫu và những cái đấy, sản phẩm này thật sự với các bác là nó rất là có hồn các bác nhá, những cái sản phẩm. Đấy. Cái sản phẩm này các bác đeo trên người rất là có hồn. Đặc biệt là các bác đeo với những bộ trang sức của các bác. Đấy, vàng trắng này, những sợi dây vàng trắng với những chiếc đấy, cái mặt dây chuyền này thì phải gọi là một bộ combo tuyệt đẹp các bác nhá. Đấy. Thì cái mặt dây chuyền này trọng lượng là rơi vào khoảng 1.9 các bác, 1.9 nhá, vàng 10K, 10K vàng trắng. Đo các bác cái kích thước nữa này. Kích thước dài của nó là rơi vào khoảng 3/9 các bác, 3/9 nhá. Đấy, chiều dài của nó là 3/9. Đấy, chuẩn là vàng trắng 10K, trọng lượng là 1.9 vàng. Đấy, ngày hôm nay thì bác nào chốt cái mẫu sản phẩm này. Đó, bên em để cho các bác là 5.100.000 đồng các bác nhá, 5.100.000 đồng. Đấy, cho mẫu sản phẩm mặt dây chuyền vàng trắng. Đấy, đính đá các bác rất đẹp. Đeo trên cổ cực kỳ trẻ trung. Đấy, những cái phiên bản hải quân. Chất lượng các bác nhá, mã 13. 5.100.000 đồng. Đó, gần Tết rồi các bác. Đấy, mua vàng bạc trang sức. Đấy, châu báu về các bác đeo. Đấy, đầu năm may mắn, một năm đấy, thuận lợi đấy, làm ăn phát đạt đấy, sung túc an khang. Và đây là một chiếc nhẫn giới thiệu với các bác ngày hôm nay, là một chiếc nhẫn kim tiền, một chiếc nhẫn kim tiền các bác nhá, với cái phần đấy, với cái phần và phần vỏ của nhẫn được tạo khắc bằng những cái đồng tiền đan sen này. Các bác nhìn phần vỏ nhá, những cái đồng tiền đan sen và chính giữa là một cái đồng tiền to nhất. Đồng tiền này thì có khắc là chữ Phúc. Đó, nên là bác nào tên là chữ Phúc, bác nào tên là Phúc, các bác đấy, yêu thích những mẫu sản phẩm nhẫn phong thủy, các bác đeo nhân dịp Tết, lễ Tết, các bác đi chơi cho may mắn, cho đẹp đôi tay, thì các bác chốt ủng hộ cho bên em. Đấy, chiếc nhẫn này là vàng 10K các bác nhé, 10K này, đấy, chuyện ở trong lòng nhẫn các bác có thể nhìn thấy, 10K, TBG 10K. Đó. Bác nào tên Phúc thì các bác đeo cũng rất là ý nghĩa, hoặc là không tên Phúc thì thôi, các bác đeo cũng vẫn là đẹp. Chiếc nhẫn này thì size của nó hơi lý tưởng một chút các bác ạ, size là 17 năm nhá. Size là 17 năm thôi. Đấy, size cũng không to đâu. Nên là các bác đeo vừa thì các bác hãy chốt ạ, bên em khuyên thật. Hãy chứ không là các bác mua không vừa rồi các bác chốt xong rồi các bác đòi trả lại bên em thì thật sự rất là mất công. Đấy, bên em lên thì có bao nhiêu người chốt một mẫu xong bán cho các bác xong rồi cuối cùng các bác đòi trả lại. Thành ra là bên em mất cơ hội bán cho người khác. Và bên em lại lên lại thành như kiểu là bán hàng cũ, hàng ế. Nhưng mà thật sự là đấy, các bác mua hàng thì các bác là những người tiêu dùng. Đấy, các bác mua, các bác xem kỹ đấy, chốt thật, xem thật kỹ lưỡng rồi các bác cũng chốt đấy. Chứ bên em cũng không mong muốn là các bác đấy, chốt xong rồi các bác về không đeo được đấy, bỏ đi, hoặc là không đeo được, bỏ đi thì rất là phí đúng không? Đấy. Chiếc nhẫn này size là 17 năm thôi các bác nhé, size 17 năm. Đấy. Trọng lượng của nó là hơn 6 phân vàng các bác, hơn 6 phân nhé. Đấy. Ngày hôm nay thì em để cho các bác là 1.800.000 đồng. 1.800.000 nhé. Đấy. 1.800.000 cho chiếc nhẫn vàng này các bác. Đấy. Các bác bỏ chưa đến 2 triệu các bác mua được chiếc nhẫn vàng. Đeo bền bỉ, đấy, đeo không bao giờ hỏng. Không bao giờ hỏng, không bao giờ phai mòn, không bao giờ bong chóc. Các bác nhìn thấy cái thành nhẫn này nhé, cái lòng nhẫn đánh cũng rất là dày đấy các bác. Mã 14 cho sản phẩm nhẫn kim tiền phong thủy in hình chữ Phúc ngày hôm nay, 1.800.000 đồng các bác nhé. Chốt cho em mã số 14 này. Tiếp theo em lên mã 15. Đi qua những mẫu sản phẩm trang sức thì chúng ta lại đến với những chiếc đồng hồ, những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ các bác nhé. Đây, một chiếc đồng hồ Rado, chiếc đồng hồ Rado mặt bát úp, mặt vàng bát úp các bác ạ, những phiên bản cổ. Đấy. Chiếc này phần mặt của nó thì hơi bị chóc chóc một chút các bác ạ. Đấy. Hơi bị chóc chóc một chút, không ảnh hưởng các bác ạ. Tổng thể vẫn rất là ok. Đấy, nước vỏ bọc vàng mới keng. Chiếc Rado với size là 35 các bác nhá. Size là 35. Máy cơ tự động, chạy bộ máy cơ tự động, lúm zin, logo Rado. Đấy, đáy logo hai cá ngựa, hai
đấy, hai logo hai ngựa này, Rado Water Silit, những cái phiên bản mà Rado mặt vàng và mặt vàng bắt úp này rất là hiếm đấy các bác. Mặt vàng bắt úp cực kỳ hiếm nha các bác nhá. Đó, Rado Water Silis, nước vỏ bọc vàng mới đẹp keng các bác, không một tí vết. Đấy. Mỏ neo quay các bác nhá, em vừa lắc thử mỏ neo quay. Đấy, một ô click cóc 3 giờ, kính zin có lúp soi. Một chiếc đồng hồ Rado, đó, nhìn này không bong chóc một chút nào cả. Phần vỏ rất là đẹp. Đấy, chuyện bọc vàng này. Chuyện bọc vàng ở đầu càng các bác nhá. Đấy, chuyện ở trên này ký hiệu này. Đấy, mới đẹp keng. Để cho các bác là 4.500.000 đồng nhá, 4.500.000 đồng cho chiếc Rado mã số 15, mã số 15 ngày hôm nay, 4.500.000 đồng. Đấy, cho chiếc Rado mã 15. Các bác thích mẫu nào thì các bác liên hệ shop. Tiếp theo em lên một mẫu sản phẩm đồ da, một chiếc ví da, ví da đà điểu các bác nhá, da đà điểu này. Đấy, các bác nhìn chất chưa, da đà điểu. Đấy, mua từ bên kia về còn nguyên cả ly lông các bạn, cả bìa tem mác. Đấy, da đà điểu các bác nhá, rất chất. Đó, nguyên. Đấy, đây là chắc là từ bên kia họ để vào cho. Đấy, như kiểu là để mẫu hay các bác để hình mẫu ấy. Đấy, các bác sắm những cái mẫu sản phẩm này các bác đi chơi test. Đây là những chiếc ví đút túi quần nhá. Đó, chất liệu là da, ví da đà điểu, ngang ví là 11/3 các bác, 11/3, dọc là 8/5. Đấy, chiếc ví này còn mới lắm các bác, mới tinh. Đấy, gần như là chưa qua sử dụng đâu. Đấy, bên em về lên sóng được giao lưu với các bác. Đấy, chiếc ví này với giá là 500.000 đồng nhá, 500 chiên cho các bác, 500.000 đồng mã 16 này. Cả một chiếc ví dày như thế này có 500.000 đồng. Đấy, trong khi các bác mua bộ dây về tí không đã 200-300 rồi. Đấy, hai ngăn các bác nhá, chiếc này có hai ngăn và các cái chỗ ngăn này đựng thẻ ngân hàng, đấy, đựng chứng minh thư, đựng bằng lái. Đó, chốt cho em mã 16, 500.000 đồng các bác nhé, 500.000 đồng cho chiếc ví da đà điểu. Đấy, tiếp theo mã 17, mã 17 ngày hôm nay em lên một chiếc đồng hồ để bàn cho các bác, một chiếc đồng hồ để bàn còn có hộp các bác nhé, còn có hộp đựng. Đấy, cho nên là đấy, nó bảo vệ cho cái chiếc đồng hồ. Đấy, vừa có hộp đựng vừa để bảo vệ, xong rồi các bác không thích thì các bác đấy, để các bác ngắn vào đây, các bác thành đồng hồ để bàn. Đó, các bác tựa vào gá vào đây, thành một chiếc đồng hồ để bàn. Chiếc này phiên bản của sản xuất của nước Pháp các bác nhé, Francis này. Đấy, Linden Guy này. Đấy, mặt trắng các bác, mặt trắng. Đấy, chiếc này có tuần, 7 chân kính, có tuần. Các bác nhìn cọc số mê không? Đấy, các cái bộ cọc số vát này. Đấy, các cái bộ cọc số vát 3D. Một chiếc đồng hồ thương hiệu đến từ Pháp nha các bác nhé, đến từ Pháp. Đấy, chất liệu là bằng đồng các bác. Đấy, đồng mạ vàng. Đằng sau thì gồm có các cái nút, đây là nút chỉnh kim báo thức, nút chỉnh giờ, nút chuông. Đó, đấy, nút gạt nhanh chậm các bác ạ. Đấy, đằng sau thì có đầy đủ hết chức năng của một chiếc đồng hồ. Đấy, chiếc này thì các bác, đấy, đây là nút xoay kim chuông này. Đấy, kim chuông báo thức, nút này là để xoay giờ các bác nhé. Đấy, xoay giờ. Còn nút này là để lên cót. Đấy, lên cót. Đấy, các bác lên cót là nó sẽ chạy được cỡ khoảng một tuần các bác nhé. Đấy. Đấy, đây là nút chuông này, là nút chuông báo thức. Đấy, các bác, nút chuông báo thức. Đó. Một chiếc đồng hồ để bàn các bác ạ. Để bàn nhá, và tiện lợi là có cái là nó có hộp, gấp luôn vào hộp. Đấy, nên là các bác nào tiện mang đi chơi, đi du lịch đúng không, các bác đi công tác ở xa, các bác muốn có những chiếc đồng hồ đấy để bàn cùng với đi theo những quyển sổ, những cái bút để tạo những cái không gian, những cái không gian này, cũng như là đấy, những cái sự khác biệt để các bác làm việc đấy, và các bác theo dõi thời gian cho nó chuẩn. Đấy, chuẩn nhịp độ cuộc sống. Đấy. Đấy. Em đo kích thước nha các bác nhá, cái mẫu đồng hồ để bàn của Pháp này, kích thước của nó là 5,8 cm form vuông, có hộp bảo vệ. Đấy, rất là tiện lợi các bác ạ, rất là tiện lợi. Hộp bao da nhá. Đấy, ngày hôm nay thì mẫu sản phẩm đồng hồ để bàn ngày hôm nay
để cho các bác là 900 ngàn đồng các bác nhá, giá tốt. Đấy, 900 ngàn đồng rẻ hơn cả những chiếc đồng hồ đeo tay luôn. Đấy, mà cực kỳ tiện lợi giúp các bác. Đấy, xem giờ, có cả chuông báo thức nhá. Đấy, tất cả mọi chức năng hoạt động chuẩn chỉ, đồng hồ để bàn vẫn chạy bon bon. Đấy, mã số 17 ngày hôm nay. Mã 17 bên em để cho các bác là 900 ngàn đồng. 900 ngàn đồng mã 17 các bác ạ. Đẹp tốt, các bác chốt luôn. Mã 18, em lên mã 18 cho các bác này. Mã 18 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Orient. Orient nguyên hộp nhá các bác nhá. Orient full box nguyên hộp. Đấy, mở hộp cho các bác xem chiếc Orient này. Đấy, đây là một chiếc Orient nguyên hộp sổ. À, vẫn còn thêm cả 3 mắt dây này. Đấy, nguyên hộp sổ, tem mác các bác nhá, mắt dây. Đó, mẫu này em mua từ bên Nhật về. Những sản phẩm thì bên em mua toàn thế giới các bác nhá. Đấy, mua toàn thế giới, tất cả thị trường này. Đấy, Nhật này, Mỹ này, Anh này, Pháp này, Đức này, Nga này, đều có hết. Đấy, đều có dấu ấn của bên shop. Đấy, có những cái người, đấy, người nhà, người thân. Đấy, bên em ở bên nước ngoài gửi về, đấy, gom góp nhặt nhạnh. Đấy, và kết hợp cả những sản phẩm mua ở trên mạng đấu giá nữa các bác. Đấy, để mới có thể mang thật nhiều những mẫu về shop để giới thiệu với các bác được. Đấy, tất cả nó làm rất là nhiều có cái công đoạn quá trình. Đấy, một chiếc Orient kim đĩa các bác, kim đĩa đổi màu luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đang màu đỏ thành màu ghi sọc. Đấy, đỏ trắng, màu xanh, đỏ xanh. Đó, rất là chất các bác ạ. Chiếc này mặt trắng nhá, mặt trắng nổi, mới tinh luôn các bác, mới tinh nguyên hộp. Đấy, hàng này gần như là hàng lướt mà mới đến 98% nha các bác nhá. Đấy, nguyên hộp sổ thẻ giấy khai sinh, nguyên hộp sổ thẻ. Đấy, cho các bác nhìn này. Máy tự động Trend 21G. Đó, Trans21 21G Orient Quad-Core Made in Japan. Đẹp lắm các bác ạ, xuất sắc. Kịch độc kim đĩa. Giờ lại còn đổi màu nữa nhé các bác nhé. Giờ là cái đấy, nên kim chỉ hiển thị kim giờ là cái bộ kim tam giác. Đấy, kim phút thì vẫn là kim dài bình thường, kim dây thì vẫn chạy bon bon. Đấy, mặt hai lòng, các cọc số màu xanh. Một ô cửa lịch cóc 3 giờ các bác nhá. Em đo sai. Trước này của nó là size của nó size 42. Đấy, 42. Các bác tay to các bác đeo thoải mái cho em nhá. Đấy, đặc biệt là thừa thêm 3 mắt cơ. Đấy, riêng mà em đeo các bác ạ. Đấy, chưa có mắt mà đã thế này rồi các bác ạ. Bơi, em bơi trong đồng hồ rồi. Đấy, thì thêm 3 cái mắt dây thì đấy, các bác yên tâm là các bác tay to đeo thoải mái nhá. Những phiên bản độc, đẹp, chính hãng, đời mới. Đấy, mới 95% và zin 100%. Nguyên hộp sổ thẻ, tem mác, mắt dây. Đó, chiếc Orient ngày hôm nay rất xứng đáng chơi, rất xứng đáng được các bác chốt trong dịp lễ Tết, hoặc các bác làm những cái món quà tặng. Đấy, cực kỳ ý nghĩa nha các bác nhá. Các bác mua ngoài hãng thì rất là đắt, và những cái mẫu này không có sẵn, các bác phải đặt rất lâu, 1-2 tháng mới có hàng về. Đấy, vì đây là những cái mẫu đồng hồ, những cái mã đồng hồ hàng cũ rồi các bác. Đấy, những cái mẫu cũ rồi, cho nên là những cái mẫu này đặt rất là khó. Đấy, còn sót lại thị trường trôi nổi thì em mua được ở bên kia về em bán rẻ cho các bác. Đấy, 2,6 triệu nha các bác nhá. 2,6 triệu cho chiếc đồng hồ kim đĩa, giờ đổi màu, size to, vỏ đẹp, thép inox sáng bóng, zin nguyên hết dây khóa. Đấy, nguyên hộp sổ thẻ tem mác, thêm 3 mắt dây, ok chưa các bác. Đấy, mã 18 cho chiếc đồng hồ Orient. Mẫu rất chất lượng, rất đẹp. Để cho các bác có 2,6 triệu thôi. Các bác không chơi mẫu này thật sự rất tiếc. Em để 7 cũng đẹp các bác. Đấy, mặt trắng rất trông rất là trẻ trung nha các bác nhá. Trẻ trung. 2,6 triệu cho chiếc Orient. Các bác mua về bên em thì thật sự là đấy, những cái mức giá rất là tốt. Đấy, rất là tốt các bác nhá. Đấy, cân đối giá cả để cho các bác vừa phải, không chặt chém. Đấy, không bán hàng đều, hàng kém chất lượng cho các bác để các bác không dùng được. Đó. Mã 18 này, mã 19 nhá. Mã 19 ngày hôm nay là một chiếc kính các bác. Một chiếc kính rất là đẹp, rất là hay. Đấy. Kính hình mạng nhện này các bác này. Một chiếc kính với cái hộp hình mạng nhện này trông rất là
thú vị các bác. Không biết là bên trong là chiếc kính gì. Đây rồi, mở hộp kính cho các bác xem. Một chiếc kính form tròn các bác nhé, một chiếc kính của Tây. Đấy, kính zone form tròn, bọc vàng, càng chun. Đấy, cái mẫu kính này dành cho các bác Tây ngày xưa. Đấy, đóng Hollywood. Đấy, Tây đóng Hollywood cổ ngày xưa các bác hay đeo. Đấy, tại mắt của nó là mắt, em cũng chưa rõ là mắt gì các bác. Chắc là mắt lão hoặc là mắt viễn. Đấy, mắt lão hoặc mắt viễn. Đấy, để càng gần. Mắt lão hoặc mắt viễn. Đấy, bọc vàng các bác nhá, kính cổ bọc vàng càng chun. Đó, các bác đeo những cái chiếc kính cổ này không khác gì các bác giống bên Tây. Đấy. Đấy. Giống các bác Tây đóng Hollywood. Chiếc này size của nó là 11.3 các bác nhá, 11.3. Đấy. Các bác nào lớn tuổi các bác đeo sẽ làm kính viễn hoặc kính lão, đấy tùy. Đặc biệt là càng chun, những cái mẫu càng chun thì thật sự nó rất là cổ các bác. Đấy, thiết kế càng chun móc vào tai, móc ngoắc vào tai. Giữ cho kính chắc bền. Size của nó là size 11.3 các bác. Đấy, một chiếc kính bọc vàng đẹp. Mới nguyên bản luôn. Đấy, cho các bác chơi sưu tầm nhá. Mã 18 ngày hôm nay. Đấy, không đẹp, không zin, không lấy tiền các bác đâu. Đấy, chiếc này độ mới rất là cao cho chiếc kính này. Đấy, và em về thì có một cái hộp rất là đẹp hình mạng nhện. Đấy, hộp này cũng là hộp cổ đấy các bác. Đấy, mua từ bên kia về có luôn hộp. Đấy, mã 18 nhá, để cho các bác là 1.600.000 đồng. 1.600.000 đồng cho chiếc kính tròn form kính rôn cổ. Đấy, mã 19 ngày hôm nay. Đấy, một chiếc kính khép lại cái phiên video ngày hôm nay của bên em với rất nhiều những mẫu sản phẩm đồng hồ, trang sức, vòng tay, đấy, mặt dây chuyền, nhẫn, đồng xu. Đấy, là một chiếc đồng hồ để bàn rất là chất lượng và tốt. Hy vọng là các bác xem video clip ngày hôm nay, các bác sẽ ủng hộ nhiệt tình cho những mẫu sản phẩm bên em nhé. Bây giờ thì shop xin dừng buổi video clip tại đây. Xin chào tạm biệt. Xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Đấy, năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Đấy, cuối năm thì kiếm được nhiều hợp đồng, đấy, gặp nhiều đối tác, đấy, giúp cho công việc ngày càng phát triển thuận lợi để các bác ủng hộ bên em. Bây giờ thì bên em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.